mình quay mà, nó quay phim nhầm mà. Thôi phân phân cái cho. Rồi. Không, nó có đây rồi, đi nha. Đây nè, có máy là máy rồi. Cái này bấm này là remote thôi. Cái này giỏi thâu rồi. Nghĩ. Nó mà thấy đâu có thấy thuốc rồi đâu. Lớp nguyện á. Lý đâu không ra, không phải đi ta. Nghĩ tuần rồi bận gia đình, tuần này cũng bận gia đình nữa. Anh thả gì gì đâu à? Anh này nó dài lắm, đập cho thứ nhất phải đợi cho thứ nhì. Đừng có đỡ ai. Trường tế bởi nó kẻ tỏi rồi.
triệu một bà già nghỉ đi 12 giờ đó sao đi đánh được ạ? Em độc thân mà, em độc thân. Con em là bây giờ nó đẻ ra người 12 á. Đấy, cái trường học đó anh. Đúng không? Mà đi về nó sẽ đi học ở đâu? Học cái trường nào ở dưới cái chuyện nó nói tên nổi đâu, nó qua pha lê ở gần gần dưới cái chỗ cái freeway mới đầu ở nhà mình để mình nhưng mà mình nói đi tìm người để đưa đón cho con đi học đó. Thật sự mình hai chồng đi làm rất là bất tiện, không muốn đồ nữa. Nói về người khác con đâu ở thì được á. Đành chơi đành ngấy người các bạn.